Đây là ông Nguyễn Hồng Dân, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Một người đàn ông tật nguyền, sống bằng nghề bán vé số dạo. Thế nhưng suốt hàng chục năm qua, ông đã trích khoản thu nhập vốn rất ít ỏi của mình để tự tay đi phá những ổ voi ổ gà, với mong muốn người đi đường không phải té ngã, bị thương. Mỗi ngày đạp xe đi bán vé số, hãy thấy đoạn đường nào vừa xuất hiện ổ gà, ổ voi, thì ông Ba Dân liền nghĩ qua, ghi nhớ để hôm sau đạp xe ba gác đi mua cát, đá, xi măng, rồi mang đến trám vào. Chỉ tính riêng ở địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, người đàn ông tật nguyền này đã vá cả ngàn ổ voi ổ gà, khiến nhiều người cảm phục. Mới đây, Ủy ban Giải phóng Cova đã công bố kết quả lần thứ 16 năm 2018. Theo đó, ông Ba Nhân được chọn trao giải ở hạng mục Sống đẹp dành cho những việc làm tốt đẹp, lan tỏa tính nhân văn trong cộng đồng. Trở lại thăm người đàn ông tật nguyền làm chuyện quái gở Nguyễn Hồng Dân, sau khi đi nhận giải thưởng Cova, vẫn căn phòng trọ cũ, vẫn nụ cười thân thiện yêu đời, ông Ba Dân hào hứng kể lại hành trình đi nhận giải thưởng của mình. Ông kể lần đầu đi Hà Nội, lần đầu được đi máy bay, ông lo lắng rất nhiều. Lo vì chuyện đi đứng, ăn uống và cả những cư xử trong buổi lễ vinh danh. Mình dự định là coi như là hồi đi cũng lo âu lắm, bởi vì mình hồi nào giờ mình không có đi máy bay và cũng không có đi xa nữa, lo âu à, không biết ra ngoài rồi là đường xá mình không hiểu. Thêm một cái nữa đó là hồi nào giờ mình là một người nông dân, chỉ đi bán giấy số rồi này kia, thành ra mình cũng hơi thật thà. Thành ra ra ngoài rồi cũng hơi lo sợ là nhầm khi là mình nói nó không có được chuẩn lời đó, rồi có gì sơ sót rồi sợ anh em ta buồn. Mặc dù vậy, những lo lắng của lão nông tật nguyền đã nhanh chóng tan biến khi được ban tổ chức và Mạnh Thường Quân hỗ trợ hết mình, từ chi phí đi lại, hỗ trợ đi đứng trong những ngày ở Hà Nội. Cũng theo ông chia sẻ, 5 ngày ở Hà Nội nhận giải là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời. Bên cạnh được hỗ trợ mọi thứ để đi nhận giải, ông còn được ban tổ chức dẫn đi tham quan một số nơi mà trước nay ông chỉ biết qua các phương tiện truyền thông. Cầm khoe tấm ảnh kỷ niệm lúc nhận giải trong bộ vest sang trọng, ông Dân thẹn thùng. Thì nó nào nghe khó chịu mà cũng gán chứ. Lần đầu tiên mà mình đâu có biết gì đâu. Thành ra đi bận vô rồi thì là đi về rồi thì cũng thay ra cũng bận bộ đồ y phục của mình lại. Nhân giải thưởng Cova ở hạng mục Sống đẹp dành cho những việc làm tốt đẹp, lan tỏa tính nhân văn trong cộng đồng, ông Ba Nhân nhận được 20 triệu đồng tiền mặt, cộng thêm những khoản còn dư lại cho chi tiêu tiết kiệm từ tiền của Mạnh Thường Quân. Sau chuyến đi, ông Nhân còn dư khoảng 30 triệu đồng. Ông cho biết số tiền này sẽ trích một ít cho bà xã trả nợ và làm vốn làm ăn. Phần khác sẽ dành mua 20 bao xi măng chuyển cho nhóm anh em phá đường ở nông trường sông Hậu. Còn lại ông sẽ tiếp tục mua cát, đá, xi măng đi vá những chỗ còn hư hỏng mà lâu nay chưa kịp làm. Cái phần thưởng đó là coi như là mình nghĩ rằng là hồi đó mình quá cực khổ, khó khăn mà mình còn làm được. Thì bây giờ là coi như có anh em hỗ trợ và có giải thưởng rồi này kia, mình thấy ra là mình sự sống mình nó cũng hơi rộng rãi hơn chút nữa, thì mình càng an tâm làm còn mạnh dạn. Thưa quý vị, từ một trò chơi giải trí thông thường, thế nhưng game bắn cá nhanh chóng bị biến tướng thành một trong những trò cờ bạc biệp phổ biến nhất, bởi kích thích cảm giác ăn thua của người chơi lên đến tột độ. Cũng từ đây mà nhiều căn nhà gia sản đã bị cuốn theo những con cá ảo mà kẻ gian đã giăng ra. Và trong nỗ lực kiểm soát loại cờ bạc trá hình này, chiều ngày 15 tháng 12, Công an huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành tiêu hủy 12 máy game bắn cá không rõ nguồn gốc, trị giá hàng trăm triệu đồng tại khu hành chính huyện trước sự chứng kiến của Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Đây là số máy game bắn cá không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn chứng từ, không có tem nhãn bị lực lượng chức năng tịch thu trong các đợt kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử game bắn cá trá hình cờ bạc thời gian vừa qua. Đợt tiêu hủy này nhằm giáo dục công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật trên lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa. Đáng chú ý là kinh doanh trò chơi điện tử bằng hình thức game bắn cá, nghiêm cấm chơi game bắn cá bằng hình thức ăn thua bằng tiền. Thưa quý vị, từ đầu mùa lũ đến nay, tình trạng sạt lở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp diễn biến hết sức phức tạp. Người dân tại địa phương liên tục phải gánh chịu những trận sạt lở nghiêm trọng gây khó khăn cho việc đi lại, nguy hiểm đến sinh kế, thậm chí là tính mạng của nhân dân.
Sáng nay ngày 16 tháng 12, tại bờ sông Tiền, khu vực ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, lại tiếp tục xuất hiện sạt lở dài hơn 70 mét, khiến một hộ dân di dời khẩn cấp. Và ngay khi nhận tin, phóng viên chúng tôi đã có mặt tại hiện trường ghi nhận và phản ánh đến quý vị ngay sau đây. Theo đó, vụ sạt lở xảy ra có chiều dài 70 mét, ăn sâu vào đất liền 10 mét, làm 4 căn nhà trong khu vực gặp nguy hiểm. Trong đó có một căn đã phải di dời khẩn cấp và một trại để đồ giăng câu lưới lọt xuống sông. Hiện địa phương đang tiếp tục vận động người dân trong vành đai sạt lở di dời nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Hiện toàn huyện Thanh Bình có 17 điểm sạt lở đất ven bờ sông Tiền, tập trung ở các xã Bình Thành, Tân Quế, Tân Bình, Tân Long, An Phong và Tân Thạnh với tổng chiều dài sạt lở trên 15 km, trong đó đã di dời được 89 hộ. Thưa quý vị, trên màn hình của chúng tôi là hình ảnh lung linh đầy sắc màu của lễ hội ánh sáng với hơn 200 gian hàng được bày bán trong những kiosk vô cùng độc đáo tại phiên chợ container đầu tiên xuất hiện tại thành phố Cần Thơ. Diễn ra từ các ngày là 14 đến 16 tháng 12 và 21 đến 23 tháng 12, tọa lạc tại đường Trần Văn Dầu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đây hứa hẹn sẽ là một điểm vui chơi mà vô cùng thu hút người dân và du khách ghé thăm Tây Đô trong dịp Giáng sinh, vốn chỉ còn vài ngày nữa là tới. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng tìm hiểu xem khu chợ này có gì hấp dẫn nha. Với diện tích hơn 12.000m², sức chứa khoảng 10.000 khách mỗi phiên, không gian khu chợ được thiết kế như chiếc container với hơn 200 gian hàng ăn uống, mua sắm và giải trí. Các chủ gian hàng sẽ được tự do tổ chức không gian của mình sao cho phù hợp với phong cách kinh doanh. Điểm đặc biệt của phiên chợ container là lễ hội ánh sáng, với các phối cảnh đẹp mắt như đường hầm ánh sáng xanh, hình tam giác bằng đèn LED, cây thông Noel phủ đèn LED nhỏ, cao hơn 10 mét, cùng nhiều khu vực được trang trí đẹp mắt, đậm chất Giáng sinh như người tuyết, ngôi nhà gỗ. Khu phức hợp Container Jam hiện nay đang được tổ chức đều đặn hàng tuần vào 3 ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Và đến với mỗi một tuần thì mình sẽ có những chương trình cũng như là những cái cách bố trí gian hàng và hệ thống trang trí khác nhau. Và đến với tuần này thì chủ đề của tuần này đó là lễ hội ánh sáng. Cái khu mà mình thích nhất là cái khu sân khấu của cái bên nhạc. Nói chung cảm nhận của mình là Jam một nơi rất là lý tưởng dành cho các bạn giới trẻ tụ tập tới đây. Ngoài các gian hàng mua sắm ăn uống được trang trí, mang đến không khí Giáng sinh, lễ hội ánh sáng tại phiên chợ container còn tổ chức các nêm nhạc ở Curtis và các trò chơi nhỏ trên sân khấu trung tâm để phục vụ du khách đến tham quan. Đây hứa hẹn sẽ là một điểm vui chơi lý tưởng cho người dân tại Cần Thơ trong mùa Giáng sinh năm nay. Kính thưa quý vị, đêm qua là một đêm không ngủ của hàng triệu người dân Việt Nam khi những hình ảnh như thế này diễn ra ở khắp các đường phố, con hẻm trên cả nước. Câu khẩu ngữ Việt Nam vô địch hòa cùng với tiếng reo hò vui sướng của các cổ động viên thì có thể được nghe thấy ở bất kỳ đâu. Vâng, và lịch sử đã được lặp lại sau 10 năm. Việt Nam chính thức trở thành đội vô địch tại AFF Cup, mang về vinh quang cho nước nhà. Và ngay bây giờ thì hãy cùng chúng tôi nhìn lại khoảnh khắc tuyệt vời tại đêm chung kết đáng nhớ này. Rất hợp lý. Hùng Dũng là người vừa thực hiện đường trọng biên. Anh đã rồi. Phút thứ 6 sau đường truyền thuận lợi của Quang Hải, tiền đạo Anh Đức vô lê làm tung lưới Malaysia, qua đó mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, đưa đội tuyển Việt Nam lên chức vô địch. Rất vui và rất sung sướng. Việt Nam vô địch. Nói chung cảm giác bây giờ thì rất là sướng rồi. Sau 10 năm chúng ta mới lại vô địch một lần nữa. Đợi quá là nhiều rồi, hôm nay không đợi được nữa. Phải vô địch thôi, phải vô địch. Giác hôm nay thật là hả vui quá trời, vui vẻ, vui. Ý đội Malaysia hả thua mình một cách tâm phục khẩu phục. Ngay sau chiến thắng thuyết phục, Văn Hậu lập tức chạy ra khu vực khán đài để chia sẻ cảm xúc sung sướng cùng bố mẹ đang có mặt tại sân. Người hùng Quang Hải thì khiến khán giả thích thú khi đội mũ và mặt nạ được tặng hóa trang siêu ngầu và cùng chung vui với cổ động viên. Huy Hùng và Di Mạnh đã nâng niu quốc kỳ Việt Nam ở một góc sân như lời cảm ơn đến toàn thể người hâm mộ đã ủng hộ đội tuyển. Ở khung thành đội nhà, hình ảnh thủ môn Văn Lâm quỳ gối khóc trước khung thành sẽ khiến những người hâm mộ không thể nào quên. Còn đây, Đức Huy cũng tại vị trí này 10 năm về trước khi Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi vô địch của AFF Cup. Phạm Đức Huy chỉ là một cậu bé nhặt bóng, nhưng hôm nay cậu bé năm xưa đã trở thành nhà vô địch. Sau tất cả, mọi sự nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng dưới sự dẫn dắt tài ba của huấn luyện viên Park Hang-seo. Niềm vui sướng hiện rõ lên khuôn mặt mỗi người và có cả những giọt nước mắt. Điều quan trọng là đội tuyển của chúng ta đã tìm được mảnh ghép cuối cùng của giấc mơ vô địch và chúng ta xứng đáng vì điều đó.
Vâng ạ, phải sau 10 năm thì chúng ta mới lại được chứng kiến một không khí hào hùng như vậy. Nhưng vui mừng hơn cả là sự tiến bộ của bóng đá nước nhà đã được minh chứng cụ thể. Hy vọng bóng đá sẽ có được sự quan tâm và đầu tư đúng mực để viết tiếp ước mơ, niềm tin của triệu người hâm mộ cả nước cho môn thể thao vua này. Thưa quý vị, mặc dù bị không khí trước trận chung kết bóng đá AFF Cup lấn áp khá nhiều, tuy nhiên thì vào chiều qua ngày 15 tháng 12, không khí tại công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cũng vô cùng náo nhiệt bởi một sự kiện cũng nóng mà không hề kém. Vâng ạ, sự kiện mà Kim Thảo và Quang Huy muốn nhắc đến với tất cả quý vị đó chính là Đại hội Mô tô Miền Tây 2018, quy tụ hơn 500 xe phân khối lớn cùng hàng trăm tay đua đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước như là Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. So với những năm trước thì đại hội năm nay được tổ chức quy mô lớn và hoành tráng, thu hút rất đông người dân địa phương tham quan, chụp ảnh. 14 giờ ngày 15 tháng 12, hàng trăm xe phân khối lớn đã bắt đầu tập trung để họp mặt giao lưu và trình diễn tham gia một số trò chơi. Hà Nội cũng có vô, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều, với các tỉnh miền Tây thì cũng như theo nước tính cũng phải là trên 500 xe. Đến với đại hội lần này là sự góp mặt của tất cả các hãng xe, thương hiệu, dòng xe nổi tiếng trên toàn thế giới như Z1000, BMW S1000RR, BMW S1000R, CB1000R, CBR1000RR, BMW F800R, Suzuki GSX R1000, Ducati Panigo, Harley Davidson, Ninja ZX10R, Honda NM4 và các mẫu xe độ độc đáo trị giá hàng tỷ đồng. Một cái sân chơi như thế này để cho các bạn tham gia chơi mô tô có trách nhiệm với bản thân mình cũng như là trên các cái cung đường mà mình đi. Theo kế hoạch, đoàn mô tô đã có màn diễu hành trật tự quanh các tuyến đường chính trong nội ô quận Ninh Kiều vào lúc 16 giờ cùng ngày. Sau đó là một buổi giao lưu đấu giá kỳ quỹ hỗ trợ người nghèo dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Đại hội Mô tô Miền Tây 2018 được tổ chức xuất phát từ niềm đam mê xe mô tô và mong muốn tạo ra sân chơi lành mạnh để anh em biker từ các hội nhóm chơi mô tô phân khối lớn trên khắp cả nước họp mặt giao lưu mừng kỷ niệm 4 năm thành lập Hội Cần Thơ Motorbike. Đây cũng là một hoạt động thường niên nhằm góp phần tạo ra nét văn hóa sử dụng dòng xe phân khối lớn, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về các loại xe độc lạ, cũng như cơ hội để các anh em biker có thể chia sẻ với cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện. Chuyển sang thông tin về tình hình tai nạn giao thông. Thưa quý vị, vào khuya qua ngày 15 tháng 12 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều xe máy của các nhóm thanh niên đi bão mừng chúc vô địch của đội tuyển Việt Nam. Hậu quả vụ việc khiến một nam thanh niên phải đi cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Vào khoảng 21 giờ 50 phút tối qua ngày 15 tháng 12, sau khi kết thúc trận bóng đá giữa Việt Nam và Malaysia, một tốp thanh thiếu niên đi trên nhiều xe máy đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi xe đang đi qua đoạn ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành thì bất ngờ tông vào hàng rào công trình thi công hệ thống đèn chiếu sáng trên quốc lộ 1A, khiến hai xe máy cùng hai thanh niên té ngã xuống đường. Vụ tai nạn này cũng đã làm đổ ngã hàng rào công trình xuống đường. Hai thanh niên được nhóm thanh niên đi chung nhanh chóng đưa đi khỏi hiện trường sau vụ tai nạn. Không lâu sau đó, một thanh niên khác cũng lưu thông theo hướng trên, không nhìn thấy chướng ngại vật trên đường nên lao vào rồi té ngã xuống đường và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Phương tiện hư hỏng sau tai nạn. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.